nhiều lần bật khóc trong đêm quanh vắng cô đơn cằn kề mãi lang thang trên lối về. Anh có cái áo đỡ đần cho anh Thu rồi. Đây nè. À, ủa trời ơi, áo của ông già anh. Áo của ba anh. Áo của ba anh mà ý là anh có đẹp. Anh có đẹp. Giặt cho nó sạch sạch chứ. Bây giờ cái áo trắng mà giặt kiểu kiểu gì sạch nó bị xâm kim đâu mà giặt chi giặt nó nào mà sạch. Mà ý là anh hầu anh có đẹp cái áo cho em đâu mà đẹp không biết cái size em size gì. Mà bây giờ xuống hỏi sai rồi đặt cái áo mới. Mà bây giờ là phải một tuần sau ra mưa mấy kịp. Mà giờ anh Thu nó cứ đổi liền. Bây giờ phải lấy cái áo của ba anh này đem xuống đền cho nó. Nhưng mà xíu nữa là em mặc vô em thiên đẹp nha. Thiên đẹp. Xấu mà sao nhân đẹp thì cứ dễ đỏ chứ. Chị cứ dối đi chứ cần gì mà phải thiệt lòng như nó làm gì. Cứ mặc vô rồi mình khen. Em cứ em khen đẹp cho thiệt đẹp vô cho anh nha. Nha. Đó còn nó phản ứng gì cả trà nữa. Nha. Đâu bây giờ áo như bao luôn ạ. Vậy áo như bao chắc đã nói áo của ba anh mà cũng như bao nữa. Rồi nha mọi người. Nói chung là mình có đặt cái áo máu cho còi rầu cho mà mình chưa biết size. Bây giờ mình xuống mình hỏi size của con còi nó là bao nhiêu. Mình đặt mà trong vòng một tuần mà thằng quý khứa. Má cái thằng Thu nó cứ một hai nó hấu à. Má chật nó em cứ khen cái đẹp vô cho nó tức nói méo này gì đà nghe nữa khùng máu trời nó rồi trở tức trả luôn. 1 hour later. Mua áo chưa? Vô chưa tới đâu mà cái mó đi trước rồi. Bây giờ mày để cái mó trước nha mày. Mẹ nói mua áo là từ xuống rồi thì không không. Mua đâu? Áo đâu? Áo còn nó mặc đầu đó nó. Sao còn mặc đầu? Thấy không chưa mua như nào? Mà mua tao đưa ông quay đầu nó đen thử nó đó. Thử vào sao ông đưa cậu qua thử đi. Chứ bây giờ mày kêu mày chảnh quay thì đưa nó thử nó chứ mày cái mặt đâu mà đưa mày đây. Tao trào nha, đừng giỡn nha Bi. Giỡn gì? Cáo đâu? Để nó tao đưa cho anh quay đầu cứ quay. Ông kêu xuống đây, qua thử đi. Đây, nó xuống rồi đấy. Trời, áo đẹp hay cho anh. Đồ ơi. Quay không? Trời, quay đi. Em mặc áo mới chắc giờ này rất vui. Quá cái áo gì mà vô. Ăn ngủ hồn thì ông nậu. Em thích ông quầy. Tại giờ nó thích là được. Má nghĩ sao cái áo này mà em thích. Quả. Ủa má áo này ông nậu chết ở lại lại. Ủa má áo này ông nậu chết ở lại lại. Cái đầu che mày chứ ông nậu gì chết ở lại mày. Ông nậu ta kết cái quần áo á. Cái áo này mà xong kim hết rồi mà để xong lắm đưa quần áo. Cái đầu che mày cái áo thiệt đẹp vậy mà cái xong quần nó chịu là được chứ. Vừa y luôn mà nhìn cái áo vậy mà không vừa em áo gì mà thấy mình bóng chưa à áo gì cho ôm em mà nghĩ sao cái áo vậy vừa mày mấy áo thiệt anh chở mày hử anh làm áo đang đâu đường đó mày chạy hử tao đi mua gì à tao đi may đồ gì chứ đâu tao đặt may đồ má que may lái đầu mày đi sao mày mà đây mày kịp ông nào hử tao quá que bây giờ mày ai mày kịp ví dụ bây giờ cái may cái công may 200 ngàn tao đưa được tao 500 ngàn tao đi chở mày đồ Mày tao là máu mày máu đừng đẹp mày hậu hôn mày sáng này lái mờ cái sao áo thì dài ông nào áo thì ôm dài hử áo cái tôi thiệt mơ áo tao đến rồi anh lại coi ông nhưng mà rốt cuộc là con còi nó thích là được đúng không mấy còn... em thì sao áo vậy mày hôn thích em hử nó kêu cái áo nhưng mà xong kim vô ôm vậy mà nghĩ sao về kim thích nó thích là anh thì nó thiệt em chứ còn bắt em ở trên lông mày á nhiều khi anh nghĩ á mấy anh đẹp trai cỡ dài em cho xấu thâu áo thích thường luôn không khi anh nghĩ á mấy anh đẹp trai gọi dài mà em cũng cho xấu mà thâu thất đường luôn không? Mày im mẹ mày, mày cho dở cáo gì mà cho ôm vậy mà nó kêu xấu. Thôi ý là còn kêu còn vô, kêu vô, đẹp thấy chưa? Ý là chủ yếu còn đẹp hơn, còn biết là còn thích vậy, thích mà tao không thích, hiểu không? Để mặt nó cỡ mày chứ. Thì sao được cáo lẽ thì không? Còn nó thích là được chứ sao em mới thích ông quầy? Thấy chưa? Cái áo gì mà nó cho ổn nhìn nhò vậy, kiểu đẹp mà. Cái áo xong kim, vô vậy mà
anh đẹp trai thì em không xấu. Anh xấu là nữ xấu do ai? Đó chiếu nữa anh đi để chơi với cha. Mua mấy giờ này gia đình mặc cho đúng không sao vậy? Áo gì? Anh cay em cay. À, mẹ tính gì? Ừ, cũng mấy điều sao đi mặc áo dù có ôm nhà thiệt đẹp thế này. Trời, cái áo này mày nghĩ sao nó mặc vô như minh tinh bằng bạc mày nghĩ sao mày? Cái thằng cối mà đen vui là thích này, má nghĩ sao? Áo mình rầu sao có thằng cối đẹp. Ừ, áo mà coi này, hai bên hông này. Chưa, cái áo gì mà nó dơ, con thằng cối ở đất đây nữa mà. Còn không quay anh, tặng em áo thiệt đẹp. Không quay anh, tặng em áo thiệt đẹp. Không bây giờ mà người xem cho xấu này xấu nọ. Hôm qua không có áo nào, không có luôn á, không có áo tính nào mà đi học mà có hơi quanh nhá. Cái áo tính cái cổ tay này em thấy có tay nào không? Cổ tay nó hình cái dáng con gái là mặc cái áo này có cổ tay nó cố ốp nó ôm lại thật đẹp. Mà em đi chơi này chơi nọ. Mấy anh cũng chơi với em chơi với người sao luôn coi. Và bây giờ ta nói tóm lại là áo cổ ôm mấy rồi mặc gì? Cứ giật lại rồi mày. Sao chạy mày chạy lại? Không bây giờ áo đây mà chạy lại. Ông mày không tẩy cũng được đâu nữa. Tối cho chia chạy á. Chạy nó biết đâu nó tính cực nhau. Áo này là nó thường mày lái đầu. Kẻ nói tao đi chạy tay nè nè. Anh bây giờ anh có thứ tiền mua để anh nói em. Thấy rằng biết nó là cái thủ luôn mua cho anh. À đúng rồi tao biết tiền mua rồi. Cái đầu anh đã đừng làm cái chuyện bây giờ lẹp áo đâu. Mấy áo dài mà đẹp xuống hử. Ổn mày. Cái áo dài mà đem xuống mặt anh thường còn mặt nè. Áo vô ồn anh đưa. Nhưng mà bây giờ tao hỏi hai mày làm cái áo đây cho ai mặc. Áo đem vô đứa mẹ cái áo ơi. Cái áo đưa mặc áo ơi cho mẹ. Mẹ không quen cái mặt chắc con đưa đây đưa áo này cứ giờ không. Cái mẹ mơ mày xem cho ai nữa cái áo đây. Áo dài mà còn chịu đẹp không. Nó là thích được áo dài mà không đẹp nè. Còn cách gì nữa đâu mà khóc với. Áo dài không đẹp nè. Áo dài không đẹp nè. Mày hay mày chiếc áo đây. Ông thấy rồi. Áo tặng nhau còn mày cũng chiếc vậy đâu. Dễ thương. Áo đẹp đẹp. Áo 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 đẹp. Mày chiếc mà ráng mà chịu coi như là tao đơn đầu á. Mày chiếc mà ráng mà chịu tao ăn biết. Đẹp nào? Chứ mày làm vậy? Dạy bộ đẹp. Dạy bộ đẹp. Tụi biết cái nào không đẹp áo khác luôn. Tao không biết. Tự nhiên nghe cái áo nó xí, ta đi được. Cái này đi vào tự nhiên áo bị không trồng. Áo rồi anh, vì sao anh đưa áo rồi, sao còn mày này chưa dịch cái đâu, dịch nó mới vậy. Vì sao áo này cũng bị không tặng mà, sao mày nhiều chuyện với mày. Tại vì mày, tao mới có áo thật đẹp rồi, tự dọn luôn, tại vì sao mày còn tè áo vậy. Mày tính mày vậy, mày biết chưa. Mày tính mày cũng đẹp vậy. Mày ông không tặng áo gì vậy, thử. Áo gì. Áo nó cho mày được thâu. Áo này đem gì ông nậu, tao không nậu mày đi. Nhưng mà bây giờ là ta đem xuống tao đền cho mày, mà mày xí là mày ráng mà chịu tao biết không. Mày đừng có biếu ra đền nữa, tao không đền đâu. Cái áo này không phải tao tặng áo khác. Còn áo này là áo. Áo tàu lao, áo hướng tông là mốt không đâu gì à. Cái áo quần quần thì tất nhiên là cái áo về nó phải khác áo này chứ. Làm sao mà nó trúng được mà nó khác. Giờ tôi không biết, ông đem mua. Mày mang cái áo khác xuống tôi. Mày đừng có điên giùm tao ngay. Điên cái gì, ấy mới điên cái gì. Tự nhiên không mà mày sẽ xé xí rồi. Cho người áo tặng áo, áo gì vậy. Bây giờ mày không thích, bây giờ mày không thích thì mày đỡ lại cái áo cho tao. Ví dụ bây giờ mày có muốn cái áo khác thì đỡ lại cái áo rồi tao lấy cái áo khác, hoặc là tao mua cái áo khác. Mày làm gì mày xí mày ráng mày chịu. Cái động tự nhiên áo không bị cũng đưa thì khỏi. Bây giờ mày xí mày ráng mày chịu. Bây giờ ông đem cái áo tàu lao xuống. Mày nó không phải là anh mày đâu mà cho thì nói mà. Đúng rồi. Mày nói vậy áo gì sao vậy để mày mặc được. Bọn em thích thì em mẹ. Nhưng mà tao. Đúng rồi. Áo này tao chưa xí em mẹ ngứa sao. Anh dịch là mặc được. Sao mặc được? Sao không được, dành mà không mặc được. Áo thì cũng ồn. Mặc áo là anh chồng em. Ừ, áo gì dài mà hổ được. Em nghĩ sao mà mặc được. Mà mày cũng ngang đó nha. Tự nhiên ông Bi thì ông bị sao ông đồn còn thích được rồi. Chứ mày cũng ngang chứ. Có gì áo vậy mà thích gì. Tao không. Nhưng mà tao đồ tao tặng là tao không thích. Đồ không thích sao? Có anh. Hôm qua là tao không thích cái kiểu áo xấu gì đó. Mà ông Bi cũng tặng cái, anh cũng tặng cái áo đàng hoàng chút. Chứ anh được cái áo gì mà cũng riết vậy. Mẹ, áo gì dài. Mẹ, kiểu không đâu. Áo gì hết á.
bây giờ mày xíu nào mày ráng mày chịu. Anh xí anh chụp anh ráng chịu. Mày ôm thôi mày ráng chịu sao? Chứ ai biết xí. Nào, lý do gì xí, tự nhiên không xí. Đó là anh Vy. Đúng rồi, coi anh nói với em nè. Em nghĩ sao áo vậy mày hô đẹp là sao? Ừ. Cho mẫu ngờ có mẫu cái con mắt nhìn con mắt em lại anh sao coi. Mẫu áo có mẫu. Chắc là kêu mắt thì gác đó đi tặng áo đó. Người ta nó bố em sao? Chặt cái gì? Chặt cái áo nào là sao? Áo sập kim hết là sạch. Mày không có mày đỡ cho mấy ai nó mạch nó mạch chứ chí gì dài mày. Ngờ mày biết ở ở trên mấy làng rồi nó không có áo mạch mà mày áo có áo thì mày muốn chỗ với mày sao áo kia ông đi sơn. Áo kia ông nghĩ vậy ông đừng có sơn áo kia chứ. Áo kia sơn còn mạch được. Áo kia sơn còn mạch được. Thì mày đúng không? Quả nói hay nè, cái áo kia sơn nhưng mà vẫn còn mạch được, còn đại xí lấy gì mạch. Sơn ấy là tập dương áo em tay ngang đi sơn. Lúc nào ví dụ nó đùng cao, nó ví dụ nó mặc nó đi học cũng được chứ ông sơn giải lẽ nó mặc áo giải à. Thì nó lái nó mặc ở nhà nó mặc vậy ông đừng có bắt đầu tao bắt đá rồi tôi không chịu ông ở ngày mai biết áo khách của tôi mày dẹp mày tao có đòn cái áo nào nữa hết á. Mày chi mày đeo mày chịu tao đem xuống không dưới đúng không, không dưới mày đỡ lại, mày đỡ lại cho tao, mày đem gì tao trả cho người ta, tao đâu cái áo khác chứ mày mới gì mà đem mày xí ra bây giờ tao trả nó nào cái áo anh mới mua luôn ấy mới mua mày hưởng cái nách mày không đúng rồi cái gì anh đúng rồi đúng rồi thôi. Mẹ mày áo gì chứ tớ... Đó người ta nó lòng mốt đâu có gì đâu đưa còi mẹ cái còi hổ đẹp đấy chứ. Ai hổ đẹp cũng vậy. Cao tao cái áo kìa. Mày làm cái nói vậy em còi nó có mắt ra mày để nó ra. Cao nữa. Cao đây mà kêu lòng mốt đâu cái áo hậu quen mày chắc mày không lòng mốt chắc. Áo quen thấy nó tránh thằng áo đây hả? Tránh không gì. Mày nó cũng chạy cho tránh không gì. Mấy thằng người mất còi quá. Còi chứ. Hôm qua cái áo em á là em làm từ xuống mây chìa đàng hoàng. Im kia áo. Hiểu không? Cái mây đàng hoàng đem chìa. Mày mày áo đây á. Anh coi này. Nó sắp kim nè. Dạy mà đưa con người ta mặc cái sạch mặc cái thứ nào. Cái mẹ nó không bây giờ nói nữa mày chí mẹ không. Bây giờ sao? Nét chịu anh. Bây giờ đòi nói khác cho tao sao? Tự nhiên mấy mơ gì phải đòi nữa. Hai đứa gì? Hai đứa gì nữa chịu chứ. Mấy người sao đi bên bình nó bì ấy cứ coi. Ừ. Trong này nó bên mày. Cái dù anh không thích đúng không? Anh muốn. Ví dụ cái dù anh không thích cái áo này thì anh đó lại cho anh bì. Nhưng mà anh muốn em là mặc những cái áo đẹp nhất, hiểu không? Chứ không phải mặc cái bạc áo chơi gì cũng anh muốn thân thuộc em là khoác những cái áo đẹp chứ không phải bạc áo tầng lao gì cái áo đâu đủ lắm là mốt đâu giờ đưa mặc sao. Nếu như mày muốn cho nó áo đẹp thì mai mày hay chặt nó mày dẫn nó vô thánh vô shop hay vô tiệm đó mày mua mày muốn nó thích cái nào nó chơi cái đó mày mua. Nhưng mà hôm qua cái áo của tôi không biết tôi sang là tôi lựa chọn cái bỏ nào nó ra là cái áo đó ông hiểu không. Tôi mới thiết có áo tự động thiết có ra cái áo đó tôi mới đưa người ta là may. Có nhà có cái mùi hút mùi còi nhà em có tặng tóc luôn á em đừng em đừng giờ nói thằng kia đừng có hấp tao tao nói mày dài một còi nó cũng thích mày tặng áo không mà có cứ tặng luôn mẹ chứ mày tặng làm gì bây giờ còi nó cũng thích còn mày tặng làm gì cho tốn công sức thôi mày đừng có mơ mộng gì tới còi nó đỡ cho nó học mẹ mày còn... mày quen mẹ con dèo dèo bên xuống đến đầu cuối rồi dèo nào mà nói cũng cùng anh mày lo đâu chứ mày chi mà mày muốn chi mà tẩu giới mà thu không thiệt hả? Bạn mày không mày luôn đi. Giờ anh nói thiệt em mà coi. Giờ anh nói với em một lần này, cuối cùng này. Cái áo á, anh tặng em á, là anh chỉ muốn bây giờ cần em cái áo nó mó hơn, hiểu không? Nó đẹp hơn. Đỡ em mặc lên người em cho nó đẹp, xem đẹp, tao lốt tao trường. Bạn bè nó còn khen em còn nớ mày nữa mặc với bạn bè. Nó nghĩ sao em mặc cái áo những cái áo xấu ồn vậy em được khi em được khen đẹp, em còn đi nói anh này nọ nữa. Chứ anh cũng chả biết nói gì em luôn á. Những gì anh tặng em phải quý mến thì em không thích thì phải quý mến. Còn anh á thì anh muốn dành tất cả gì cho em không? Muốn tốt đẹp cho em không chứ không phải. Đồ, có việc em nói vậy không? Anh thua. Anh đủ cái đấy. Áo vậy à. Anh đưa áo đẹp thì đẹp em lại cho. Em lại cho cái này cho nọ còn. Mấy ăn lộng bà áo của chiến đâu đó. Mấy đưa em mặc cho em cũng xinh đẹp cái này cũng nọ. Còn anh tặng những đồ riêng đẹp em lại cho xấu. Ai đùi dĩa mày? Nghĩ sao cái áo không? Một cái đùi dĩa nó đi thui chứ không mày? Cùng luôn. Dạ. Dìa chơi đó chơi. Không được đâu đó. Mày dìa mẹ lên. Áo lên. Mày dìa mẹ thôi. Tôi muốn tôi không? Quên. Lộn tên. À, dìa mẹ. Dìa mẹ ở trời. Có đầu rồi cáo rồi bình thường chứ. Còn mấy mày dìa đừng thâu. Tao nói mày không. Còn nói mày không. Có cuộc đi. Đừng buồn rồi chạy ra kia. Cũng xin chút mà thấy xì đầu. Chưa? Mày bị điên à?
định anh quay trôi nó cho cái áo của ông già đâu mà nghĩ sao nghĩ như ông già ông có cho ông bè tao á áo của bè tao rồi hồi xưa anh chậm nó ấy nhảy chậm nó chứ anh đủ anh thấy nó không mày nó buồn á nó giờ nó vừa lỡ nó có chuyện gì tí xi rồi cũng chừng anh hối hận xuống rồi trước bàn đó anh có buồn không tí giờ nó trả luôn như chừng anh ngồi trước bàn đó anh buồn không ngầu tôi mà đi là tôi vui hết chứ anh bị con nhỏ tè độc cái đều anh tè độc thiệt chứ vậy áo này không phải xuống đâu ông đủ con đưa chiếc áo gì mà nó vừa chứ mày nghĩ sao đồ mày nhìn mày không biết chứ chị nghe là tao nãy tao giả đò tao thông đồng chứ không coi với lại em cũng không có nghĩ nhiều tại vì coi mắt nó cũng mại á nên là em nghĩ chứ tao thấy rồi qua kẹp mắt thôi đồ mắt mại thiệt màu mại là công tâm nhớ chứ mà hôm nãy là tao thông đồng chúng còi tao kêu là còi cái áo đây điểm xuống này, em cứ mặc vô nó máu máu xíu gì đâu một chút chờ nghĩ sao bây giờ cái áo trắng mà em nghĩ sao cái áo trắng mà nghĩ sao kiếm đâu ra mà không. Anh có còn đi học ở đâu mà kiếm đâu ra máu kiếm cái áo mà cái áo cũ cái chưa áo còn nữa nó sặc sặc cái trắng xíu nó đẹp điểm xíu cho anh gì đâu mà để tao cho nên nó không gọi nó chứ giờ sao tao đó em gọi nó nói nó chứ đục đi nhau nó tẩu nó lỡ nó buồn rồi đó tao này nó kiếm tiền nó đi vào tự dẫn nhau cũng không được nó lại còi nữa nó ám còi nó hồn ma nó còn ám mày còn còi kêu nó chưa gì hết mày làm đâu như có rầu thì lại gơ mày biết cái thằng đó mà cái bè già nó cũng theo anh nhớ ấy cái bè lớn tuổi nó cũng theo mà đúng gì đứa nhỏ không tất cả chứ không còn quần gì nữa vậy thôi cảm ơn anh nha có cái clip đây vậy thôi kết thúc clip nha các bạn nói chung là giờ biết nó làm sao nữa nè sợ nó nghi quăng á chứ mà thôi nghi quăng nó tiếng nói nó chứ đâu nó nghi quăng cả cha này thôi thôi tùy ông muốn làm vậy đâu kết thúc nha clip nha các bạn